Thưa quý khán giả, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng đôi khi vì cuộc sống chẳng thể chu toàn. Cũng với suy nghĩ này, một người đàn ông ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã sẵn lòng để làm việc nghĩa. Cái nghĩa của ông làm đối với nhiều người chẳng gì lớn lao, nhưng với nhiều mảnh đời khốn khó thì đây lại là cứu cánh. Đốm lửa trong lòng ông nhen nhóm thì cũng là lúc nhiều đốm lửa khác góp sức để thổi bùng lên ngọn lửa thiện nguyện của tình người. Là chủ của một trại hòm, ông Nguyễn Đức Tròn thường xuyên bắt gặp những hoàn cảnh không có tiền mua quan tài, nên ông nghĩ đến việc làm trại hòm từ thiện. Năm 2018, thấy được việc làm có ích, ông Tròn vận động những người bạn để lập nên trại hòm từ thiện. Người thì hiến đất, người thì bỏ tiền, còn ông thì tự xây ngôi nhà làm áo quan tặng cho bà con. Ông ngày xưa ở đây cũng có người vậy đó, người ta nghèo, người ta chết rồi không có cái hòm đi chôn, người phải đi lấy thấy hai người đi xin tiền, xin rồi gom tiền rồi đi mua, thấy cực khổ quá. Rồi thôi thì tôi thấy vậy thì cũng có cái ý nhau cái rồi bè bạn rồi cũng giúp đỡ làm cái trại hòm nó vậy. Ông Tròn quan niệm tuy một số hoàn cảnh còn nghèo nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Các nghi lễ mai táng cũng phải đầy đủ và đúng quy cách thì mới được. Bởi người ta nghèo khổ cả đời rồi, đến lúc chết đi cũng phải được hậu sự tử tế. Nên ông Tròn và những người bạn quyết định biếu những chiếc hòm được làm công phu tinh tế để họ đỡ đau lòng, buồn tủi. Nhóm bạn của ông còn mua 2 công đất để cho những người nghèo, không có đất, có chỗ an táng người thân. Thì nếu không có đất chôn á là phải đi thiêu, chứ xin ai cho, chỉ đây ổng cho thôi chứ đâu xin ai mà cho. Mình đi thiêu ra là đây qua Bến Tre qua thiêu bển là tốn cả chục triệu chứ không phải ít, chứ không phải tao thiêu dùm mình đâu, nghèo mà lại càng tốn tiền thêm nữa. Còn hòm thì ổng cho trên chú rồi đó, ai nghèo thì cho. Chôn có đất nhà thì chôn đất nhà, không có đem đi là ông cho đây chôn. Đến nay, trại hòm từ thiện của ông Út Tròn đã cho được 26 chiếc cho người dân trong xã và các tỉnh lân cận. Nỗi đau mất mát là quá lớn với gia đình của những người nghèo đã khuất, nhưng chính việc làm ý nghĩa của ông Tròn đã giúp những mảnh đời khó khăn phần nào ấm lòng ngày tiễn biệt. Dù nỗi mất mát người thân là vô tận, nhưng chính những chiếc áo quan được kết từ tấm lòng của ông Út Tròn và những người bạn đã bớt đi phần nào gánh nặng cho nhiều gia đình khó khăn. Và phóng sự này cũng đã khép lại.